Xin chào tất cả các bạn, tôi là Liu Đinh, một trong những người sáng lập nên công ty Red Card Motion. Chúng tôi tạo ra những câu chuyện sáng tạo bằng animation. Tôi mở khóa học online giúp các bạn tạo ra được những bộ phim như thế này. Chào mừng các bạn đến với khóa học motion của tôi. Xin chào tất cả các bạn, video hôm nay sẽ nói về quyền tác giả. Một trong những chủ đề được cộng đồng thiết kế quan tâm đến rất là nhiều, đặc biệt là các bạn sinh viên học ngành thiết kế. Trong video này, Lô sẽ giải thích rõ về quyền tác giả, cũng như là giúp cho các bạn phân biệt được giữa việc đi sao chép ý tưởng của người khác với việc vay mượn ý tưởng của người khác. Trước khi bắt đầu, thì Lô muốn giới thiệu với các bạn một chút về IP. IP là gì? IP là viết tắt của từ Intellectual Property. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ. Và tại sao chúng ta cần phải biết về IP? Thứ nhất là để bảo vệ bạn. Cái thứ hai là bảo vệ công việc của bạn, những cái thiết kế của bạn, những cái phát minh của bạn không bị người khác đánh cắp, biến nó thành của họ và họ đem đi bán kiếm tiền thương mại. Trí tuệ là khả năng nhận thức. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền sở hữu đối với sản phẩm của hoạt động trí tuệ, trong đó bao gồm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các phát minh, các sáng chế, các bí mật kinh doanh, tên, ký hiệu, hình ảnh được sử dụng trong mục đích thương mại. Nói về quyền sở hữu trí tuệ thì có rất là nhiều vấn đề các bạn cần quan tâm, đặc biệt trong đó là quyền tác giả hay còn gọi là copyright. Trong video hôm nay, Lô sẽ chỉ nói về quyền tác giả. Biết được quyền tác giả thì các bạn có thể bảo vệ được mình, cũng như là giúp cho các bạn là không đi xâm phạm quyền tác giả của người khác. Mình hãy cùng xem lại một số các sự kiện. Một trong những các sự kiện mà gây rung động dư luận quốc tế đó là vụ kiện giữa Apple và Samsung về thị trường smartphone. Trong đó, Apple cáo buộc Samsung là vi phạm các bản sáng chế của họ và tòa án đưa ra quyết định là phạt Samsung 2 tỷ đô. Lô đã theo dõi vụ kiện này và Lô cảm thấy ấn tượng với tuyên bố của luật sư William Lee của Apple. Chúng tôi mất 5 năm để tạo nên một cuộc cách mạng, còn Samsung mất 3 tháng để sao chép nó. So với cái quy mô doanh thu của Apple thì 2 tỷ đô chẳng là gì cả, vì họ được gì? Thị trường. Các bạn biết trong thị trường mình có hai đối tượng người dùng lớn, đó là iOS và Android. Nếu mà Apple đá được Samsung ra khỏi cái thị trường này thì có phải là họ giành được một cái phần thắng rất là lớn. Hoặc gần đây các bạn biết là mì hảo hạng bị cáo buộc là sao chép sản phẩm bao bì của mì hảo hảo. Nhiều người cho rằng năng lực cạnh tranh của mì hảo hạng rất là yếu cho nên họ đã phải đi sao chép. Gần đây trong cộng đồng thiết kế thì hơi rình rang cái vụ là bạn Danny Lê là đi vay mượn hình ảnh của những nhà thiết kế khác. Theo như Leo biết thì bạn này là đang theo học tại trường kiến trúc, không biết là đã tốt nghiệp hay chưa. Thật sự là Leo không muốn đưa bạn này nổi tiếng thêm, nhưng mà Leo muốn lấy cái ví dụ này chia sẻ lại cho những cái bạn khác. Trong cái dự án là Artbook là thành phố tôi Sài Gòn của bạn này đã vay mượn rất là nhiều hình ảnh, từ typography cho tới những hình ảnh minh họa như xe bus rồi nhà thờ Đức Bà. Một điều đặc biệt khiến Leo chú ý đó là bạn này đã đi sao chép những hình ảnh của Red Card Motion. Và theo các bạn biết thì Red Card Motion là một công ty có pháp lý hẳn hoi. Ở các quốc gia phát triển như Mỹ hoặc Úc, ngay tại thời điểm các bạn tạo ra tác phẩm của mình thì bạn đã có được cái copyright, hay Leo đang dùng từ đó là quyền tác giả. Và cái copyright này hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải đi đăng ký hoặc trả tiền để có được cái copyright này. Vậy còn ở Việt Nam thì sao? Việt Nam mình đã tham gia ký vào cái công ước Bern, thì đây là một đạo luật quốc tế giúp bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Hiển nhiên khi đã tham gia ký vào cái công ước Bern này thì những cái quyền như là copyright, quyền tác giả, mình cũng sẽ tuân thủ theo cái đạo luật quốc tế này. Lời giải thích rõ hơn về quyền tác giả một chút xíu. Quyền tác giả sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm mà tác phẩm sáng tạo của bạn được tạo ra dưới hình thức là vật chất. Có nghĩa là quyền tác giả sẽ không bảo hộ cho ý tưởng của bạn. Ví dụ như Leo nghĩ ra một cái ý tưởng là chụp hình bất động cho một con mèo chẳng hạn, thì ngay tại cái thời điểm đó Leo không hề có được cái quyền tác giả, bởi vì nó chỉ là ý tưởng thôi. Cho đến khi Leo là xách cái máy ảnh lên đi chụp hình cái con vật mà Leo muốn chẳng hạn, thì Lô sẽ có quyền tác giả cho cái tấm hình đó. Nếu bạn lấy đem đi sao chép và nó là của bạn thì hiển nhiên bạn đã vi phạm quyền tác giả. Còn nếu bạn lấy cái ý tưởng của Leo, bạn chụp hình cho con chó nhà bạn, cho con mèo nhà bạn, thì bạn có được cái quyền tác giả cho cái bức hình đó mà bạn đã tạo ra. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một cái ý tưởng hay, bạn cảm thấy nó hay, cho đến khi bạn chưa tạo ra một cái sản phẩm gì liên quan đến ý tưởng đó thì bạn đừng có share nếu bạn sợ người khác sẽ ăn cắp ý tưởng của bạn. Lô tin một điều là không có ý tưởng nào mới mẻ cả, hầu như tất cả những cái ý tưởng đều đã có rồi, chỉ có điều là người ta đã thực hiện được nó hay chưa. Nếu các bạn đã hiểu rõ hơn về quyền tác giả rồi thì mình hãy cùng tìm hiểu về vi phạm bản quyền là như thế nào. Nói đơn giản, vi phạm bản quyền là bạn sao chép nguyên văn một tác phẩm gì đấy mà không được sự cho phép, hoặc trầm trọng hơn là bạn lấy các tác phẩm đó và nói là của mình. Mình hay dùng từ đó là đạo văn đạo nhạc. Nếu đã hiểu rõ về việc vi phạm quyền tác giả thì có những điều Lưu khuyến khích các bạn không nên làm, nhất là đối với những bạn sinh viên trường thiết kế, các bạn càng không được vi phạm quyền tác giả. Kể cả các bạn làm những dự án cá nhân hoặc là những dự án bài tập, nếu đã làm rồi thì tốt nhất nên lén lút một chút xíu, đừng có đem đi publish ra ngoài, bởi vì Internet bây giờ nó rất là nguy hiểm. Và kể cả đó là những dự án cá nhân phi thương mại chẳng hạn, thì muốn sử dụng là những hình ảnh, những cái sản phẩm của người khác, bạn phải có được cái sự cho phép đã. Các giáo viên cần phải là người hiểu rõ về quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả,
Khi chấm bài cũng như là góp ý cho học viên cần phải tìm hiểu rõ là những cái tác phẩm đó từ đâu ra, liệu các bạn tự sáng tạo hay là có đi sao chép vì mượn ý tưởng từ ai đó. Nếu bạn đang làm việc ở một công ty thiết kế thì bạn sẽ thường không được sở hữu những cái sản phẩm do bạn tạo ra. Tại vì sao? Ở những cái công ty này thường bạn sẽ phải ký một cái cam kết bảo mật hay còn gọi là non-disclosure agreement. Trong cái cam kết này sẽ có rất là nhiều điều khoản. Có thể là bạn sẽ phải hỏi trước khi bạn muốn publish một cái sản phẩm nào đấy. Tốt nhất là nên hỏi, và khi mà đã publish thì các bạn nhớ credit đầy đủ để mà tránh những cái sai lầm đáng tiếc nhé. Vậy làm thế nào để vay mượn một cái ý tưởng mà không xâm phạm quyền tác giả? Vừa rồi thì có một bạn hỏi Leo về cái vấn đề này và đưa ra cho Leo hai cái hình minh họa. Bạn thấy cái cách họ làm thì khá là giống nhau. Ở đây Leo thấy cái ý tưởng của hai người này rất là giống nhau, tức là họ chụp một cái hình cô gái và trong cái hình này họ chèn những cái hình ảnh khác đang xen với nhau vô. Ví dụ như là ở cái hình này thì trên tóc của cô gái thì có những cái cây, còn cái hình kia thì có những cái đám mây. Về bản thân hai người này không có vi phạm quyền tác giả gì cả, họ chỉ sử dụng vay mượn cái ý tưởng của nhau thôi. Thậm chí Lô còn nghĩ là cái người mà vẽ chụp hình cái cô gái rồi có những cái cây trong mái tóc á cũng vay mượn từ những người khác, bởi vì Lô thấy rất là nhiều rồi, Lô thấy dạng cái dạng này rất là nhiều. Câu hỏi là vay mượn bao nhiêu là đủ? Lô nghĩ câu trả lời hợp lý nhất là vay mượn cho đến khi người ta nhìn vô, người ta biết là bạn không phải đi vi phạm quyền tác giả của người khác. Lô dẫn chứng ra một cái ví dụ để mà các bạn có thể xem nhé. Lô đây là một cái dự án Recommotion, đây là một cái dự án cá nhân thôi. Lô rất là thích cái phong cách game Crossy Pro. Nếu nhìn trên màn hình các bạn có thể thấy là những cái nhân vật, những cái con vật, những cái nhân vật người ở đây đều được tạo ra từ những cái hình khối đơn giản, từ cái cây cho tới xe hơi. Và đặc biệt đó là cái góc nhìn của Crossy Pro không hề thay đổi. Lúc nào camera cũng nằm ở trên cao như vậy. Lô thấy những cái yếu tố này rất là hay và Lô đã lấy nó làm cảm hứng cho những cái nhân vật của mình. Các bạn cũng có thể thấy là những cái nhân vật Recap Motion đang tạo ra này cũng đi từ những cái hình khối. Và nó có những cái nét rất là khác biệt so với Cross Zero. Nhìn vô nó có một cái phong cách dân dã hơn một chút xíu. Cái thứ hai là về cái góc nhìn. Lô cảm thấy là cái góc nhìn cố định nó khá là hay, khi mà nhìn có thể mình thấy được bao quát những cái mặt khác nhau của những cái khía cạnh đồ họa thì sẽ làm tăng thêm cái sự thú vị cho khung hình của mình. Cho nên Lô là lấy cái đó và bổ sung vô cái cách thể hiện cho những cái dự án cá nhân như thế này. Thì những cái này đều được lấy cảm hứng từ cái game Crossy Crow đó và biến nó thành những cái dự án đặc trưng ở Recap Motion. Khi mà các bạn học ở Recap Academy thì Lô cũng hướng dẫn cho các bạn làm sao học hỏi từ những cái hay của người khác. Ví dụ trên màn hình thì đây là một cái câu chuyện về nhân vật bút chì và cây đồ chuốt. Các bạn vẽ nên một cái storyboard 6 frame như thế này để mà kể chuyện về nó. Sau đó Lô mới hướng dẫn cho các bạn là làm mood board. Nếu mà các bạn theo dõi cái video tuần thứ 9 mà Lô đã tạo ra thì Lô chỉ cho các bạn research và cái tầm quan trọng của mood board. Trong cái mood board này, các bạn sẽ tìm những cái hình, tìm những cái cảm hứng thể hiện được cái cảm xúc mà bạn mong muốn cho nhân vật của mình. Sau khi đã có được một cái mood board như thế này thì bạn này mới làm hai cái style frame. Một cái style frame thì đi theo cái phong cách hoạt hình, những góc cạnh rất là cứng, màu sắc thì rất là mạnh mẽ. Còn một cái style frame thì đi theo hướng dễ thương hơn. Và dựa trên cái mood board này bạn đã làm được cái việc đó. Cho nên nếu làm những cái dự án lớn thì các bạn nên tìm hiểu thêm về mood board ha, làm sao để mình có thể sử dụng những cái hay của người khác và biến nó thành của mình. Thì luôn nghĩ là cái video này đến đây đã rất là dài rồi, và hy vọng là phần nào để giúp cho các bạn là hiểu rõ hơn về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ. Tuần sau Lô sẽ giải thích hết tất tần tật mọi thứ liên quan đến sở hữu trí tuệ để mà các bạn có thể hiểu hơn thêm nhé.